đây các bạn ơi. Đấy, gian hàng tiếp theo nhá. Đây. Những chiếc áo được gọi là gắn những cái hoa văn bạc bạc, đều bằng bạc hết các bạn ạ, đây này. Đấy, những cái vòng, những cái dây đều bằng bạc hết, đây này rất là to. Đây có cả chiếc cân. Chiếc cân cân bạc, cân vàng. Đấy, cái này bằng ly gọi là bằng ly hay sao tôi không hiểu lắm. Đây này, những dây bạc rất là nhiều, khuyên tai, vành tai, vòng tai, đấy rất là nhiều luôn. Đấy, những miếng bạc cổ, những cái vòng tay, những cái lắc rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều. Cô ơi. Cô ơi. Dạ, cô bán hàng đây ạ. Cô ơi, cô là dân tộc Dao đỏ phải không ạ? Cô là dân tộc Dao đỏ nè. Đúng rồi, cô là đeo cái này nè. Cái này đeo vào đâu hả cô? Cái này đeo vào đây. À, đeo vào tai thế ạ? Bây giờ là thay đổi. Cô lại đổi sang đeo vàng. Cô nhìn cái lúc lắc này là cái vàng à, cái vàng kia, cái màu vàng ở dưới này đấy. Cái này không phải đâu. Cái này là cả tủ trong bá chỉ có cái này là giả. 20.000 thôi. Những cái đấy là giả thôi, còn bao nhiêu là thật hết, xịn hết. Vâng. Nhiều bạc thế. Bây giờ những cái đồ này là cái nào nhiều tiền nhất hả cô? Cái nào tính nhất? 7 cái là nhiều nhất. 7 cái này á? Cái này là bao nhiêu tiền một cái ạ? Cái này là 28 triệu. Một vỏ này 7 cái. Tức là một bộ á? Cô bảo một bộ, tôi không hiểu. Một bộ là 7 cái là 28 triệu. Wow, 28 triệu một bộ này. Cái này vòng đeo cổ thì phải. Cái vòng này mình đeo vào ngày cưới, đeo vào cổ cô dâu ấy bảo. Cái kia là giao tiền thôi. Giao tiền. Cái kia này tới 13 mình lại, mình lại. Tôi sẽ quay gian hàng tiếp theo. Đó, chào cô ạ. Cô ơi, cháu quay bạc Nguyên Bình một chút nhé. Để quảng bá cho mọi người biết thôi mà. Cháu thích quay nhưng vừa hỏi cô một chút về kiến thức, tìm hiểu kiến thức về bạc của chúng mình một chút. Dạ. Đây. Đây là gian hàng tiếp theo các bạn nhé. Hôm nay tôi quyết định quay một video trọn vẹn hơn chục phút để mà chia sẻ đến với các bạn về bạc Nguyên Bình Cao Bằng. Vì chỉ có chợ phiên Nguyên Bình Cao Bằng, khu vực Nguyên Bình Cao Bằng mới có bạc bán nhiều như thế. Có thể nói gọi đây là nôm na là cái thiên đường bạc trắng của Cao Bằng rồi. Đấy. Các chợ khác không có. Vì theo tôi tìm hiểu, ở Nguyên Bình đây có dân tộc Dao Tiền và Dao Đỏ. Họ rất là chú trọng đến gọi là đồ trang sức bằng bạc. Đặc biệt là trong những cái dịp gọi là lễ cưới các bạn nhé. Đấy, nên tôi quyết định chia sẻ đến với các bạn, tìm hiểu kỹ một chút về những cái miếng bạc ở đây. Cô ơi, bán xong hàng chưa? Cháu hỏi cô một chút với. Cô có bán hàng xong đi để cháu hỏi cô. Vâng. Cô ơi, cháu hỏi một chút, cô kể một chút về cái dân tộc Dao Đỏ của mình thường hay dùng bạc vào dịp nào nhiều hả cô? Dùng bạc nhiều, dân tộc bạc nhiều lắm. Cưới xin đúng không? Nhưng chủ yếu là tập trung vào dân tộc Dao Đỏ và Dao Tiền đấy phải không nhỉ? Hai dân tộc đấy. Hai dân tộc đấy là dùng nhiều nhất. Vì Nguyên Bình mình có dân tộc Dao Đỏ và Dao Tiền đông nhỉ. Nên ở đâu cũng là bạc nhiều. Vâng. Các chợ phiên khác thì không có thực sự. Các chợ phiên khác của các tỉnh các huyện khác ấy thì như không có mấy. Ít lắm nhỉ. Lẻ tẻ một hai gian hàng thôi. Thế cô hôm nay bán những cái sản phẩm gì nhiều hả? Cô nói qua một chút cho cháu hiểu một chút được không ạ? Bán được ít thôi, bán được 2 đôi. Vâng. Thế cháu hỏi một chút, như cái đây là những miếng bạc cổ phải không ạ cô? Bạc cổ ngày xưa. Bạc cổ ngày xưa. Ngày xưa bao nhiêu tiền một miếng hả cô? Đây. 2 triệu 2 ấy. 2. Thế cái vòng tròn này là gọi là cái gì hả cô? Cái này cúc áo của bán về. Cúc áo, giá là bán thế nào cô nhỉ? 3 triệu hơn một bộ á? Bán theo bộ phải không? Còn những cái miếng nhỏ ở trong kia là miếng gì hả cô? Đồng bạc xu. Cho cháu hỏi giá với. Giá là bao thế nào? 100.000 một miếng nhỏ đấy.
Còn những cái viên kia như kiểu bánh kẹo ấy là cái miếng gì hả cô? Cái này áo của dân tộc Dao Đỏ. Áo cái đi đeo vào áo á, treo vào áo á. Treo vào áo trước ngực ấy. Còn lại là cái nhẫn bằng bạc hết đấy. Bạc hết. Cái là những cái đeo tai phải không? Những cái vòng đeo tai trẻ con ạ. Còn lại là dây chuyền nhỉ. Dây chuyền rất là nhiều luôn. Đấy, những cái dây chuyền thì thấy quen rồi. Những cái đặc sắc ở dưới này này. Đây là những cái vòng đeo cổ à cô? Bán cái gì cũng có đôi cả nhỉ, vì nhìn phục vụ cho lễ cưới mà nhỉ. Con một đôi thế này. Và cháu lúc đầu không hiểu, cứ nghĩ là bán một chiếc cũng bán, hóa ra họ tính theo đôi cả. Vì ngày cưới, ngày lễ thứ là cái gì có đôi, có nếp có tẻ mà nhỉ. Nên mà thứ phải có đôi dạ. Bây giờ mới hiểu. Đây. Những cái dây này, dây đeo cổ à cô? Đeo vào cổ ạ. Gọi là cái xà kích á. Cái gì ạ? Xà tích á. Xà tích, cái mà là cái dây gọi là xà tích, tiếng địa phương gọi là như thế. Đây là cái vòng đeo tay phải không cô? Vòng tay. Cái gì có bộ hết nhỉ? Cái vòng xà tích này, cái dây xà tích này cũng có bộ á? Là 6 dây. Dưới đây là những cái tấm áo nhỉ? Áo được gắn những cái miếng bạc, những cái vòng bạc, những cái tua bằng bạc rất là đẹp. Đẹp quá, thú vị quá. Rất là thú vị luôn. Và nhiều tiền lắm các bạn nhé, đắt tiền lắm. Những cái đồ bạc, bạc bây giờ cũng khó tìm, hiếm, càng ngày càng đắt tiền các bạn ạ. Rồi cháu chúc cô đắt hàng ạ. Rồi sang bên đây dạo thêm một tí nhá. Cảm ơn cô nhiều ạ. Đây các bạn ơi, tôi đi được 4 năm gọi là cái gian hàng rồi. Đấy, ở đầu bên này còn tầm 2-3 gian hàng. Có gần chục gian hàng chuyên bán bạc các bạn nhá. Đấy, cháu chào cô ạ. Cô ơi, cháu quay bạc một tí nhá. Cũng quảng bá đấy mọi người biết thôi mà. Vì Cao Bằng mình rất là nhiều bạc. Đây, chỉ có đến nhà làm hết rồi. Nhà của cô thì làm chuyên môn làm bạc mà. Vâng. Ngày trước họ bán ở chợ rất là nhiều hơn phải không? Họ chưa đến nhà làm ấy. Đến nhà nhiều lần rồi. Người đến nhà vâng. Làm tại nhà luôn. Vâng. Mình đem ra chợ này bán. Bây giờ bán hàng chợ có bán được nhiều không cô? Được ít thôi. Ít thôi. Hôm thì được. Có hôm thì không được không ạ? Vâng. Cô ơi, cháu không hiểu, nhưng mà bây giờ nếu mà cô một phát bán một phiên chợ là gần hết rồi thì lấy bạc ở đâu về nhiều thế cô? Chắc có người lấy không ạ? Ở nhà ra chợ có người bán thì mình lại mua lại. Mua về xong mình chế tác lại những cái sản phẩm này thôi nhờ. Khắc chế lại thôi, mình khắc thử làm thôi. Ngoài bán bạc ra còn bán cả giấy bản phải không cô? Bán cả giấy bản. À vâng. Đấy. Đây. Bà con bán những miếng bạc này do gia đình họ chế tác ra, và nguồn gọi là nguồn nguyên liệu để mà chế tác thì bà con lại đi tìm mua. Đi khắp nơi tìm mua các bạn nhá. Tức là mình bán được cái nào xong khi nào mình cần là mình đi tìm nơi khác về mua về chế tác lại. Vâng. Làm như này, kéo thành thuê làm như này. Đây, những cái đồ nghề của cô làm đây. Cái này của cô khắc làm đây này. Cái này là, những cái dây bạc này là mình... Mình khắc kéo. Khắc kéo á? Mình đun nóng chảy ra xong kéo phải không? Như kiểu kéo sợi ấy nhỉ? Bạc này là bạc nguyên. Đến nhà mới thấy thôi. Vâng. Như hôm nay làm không cô? Như hôm nay làm không? Làm mà, hôm nào cũng làm. Buổi sáng làm không? Làm. Có người ở nhà làm ạ? Có con trai ở nhà, hai đứa con ở nhà làm ạ. Thì cháu vào quay một video trong đấy mới được. Vâng. Lấy cái dài, cái dài. Rất là nhiều bạc các bạn ạ. Rồi cháu cảm ơn cô ạ. Vâng. Cháu đi. Qua đây một tí đây. Đang có các thanh niên mua bạc này. Vòng nhẫn. Mua nhẫn hả bạn? Dạ vâng anh. Quay một tí nhá. Vâng
anh YouTube anh. Vâng. Đây các bạn thanh niên trẻ Nguyên Bình mua nhẫn này. Đấy. Bạn mua mấy chiếc? Các bạn mới bạn một chiếc á? Có em thôi anh. Cái này bao nhiêu tiền hả chị? Cái này á? Dạ. Hơn 200. Anh quay YouTube anh kênh anh như nào anh? Cao Bằng quê hương tôi. Cao Bằng quê hương tôi. Ừ. Em ủng hộ anh với nhá. Ok anh. Anh vừa đi vừa quay nhưng anh làm dân dã lắm. Nói chung là làm không hay, không đẹp lắm. Nhưng qua là anh đi quảng bá cái hay, cái đẹp của Cao Bằng để mọi người biết đến đấy. Cao Bằng quê hương tôi hả anh? Dạ vâng, đúng rồi. Đấy, nhiều miếng bạc rất là đẹp. 250 hả chị? Vâng, cổ gắn đá vào đấy. À, dạ vâng. Đá quý đấy nhờ. Dạ. Cái gắn đá quý vào không chị? Vâng. À, đẹp đông linh nhờ. Cao Bằng quê hương tôi. Chắc là tầm 3-4 ngày chúng mới đăng được. Đấy, đấy. Nhìn miếng bạc rất là đều, rất là đẹp. Đấy. Gắn bạc ở đây ạ. Cao Bằng quê hương tôi. Thấy không em? Tôi đang tìm anh ấy. À, ừ. Cao Bằng quê hương tôi. Vâng, vâng, vâng. Đấy. Anh sang bên này một tí nhá, anh sang bên này một tí, anh quay ra làm bên này. Vâng. Cô cho xin phép quay bạc một tí nhá. Quay bằng Nguyên Bình mình, thấy đặc sắc quá. Đây, các bạn đây. Đấy. Wow. Đẹp lung linh, đẹp lắm. Ừ. Cao Bằng quê hương tôi. Ủa chú nhá. Chị ơi, cái làng chuyên làm bạc của mình ở trong Nguyên Bình này ấy, thì có nhiều nhà làm không? Có khoảng bao nhiêu nhà? Không, tức là cái khu trong làng đấy có khoảng bao nhiêu nhà? Nhà của chị là có 3 anh em làm. Vâng. Nhưng mà những cái hộ gia đình chuyên làm bạc ấy trong cái làng đấy có đông không? Nhà này có 3 anh em. Tất cả các nhà mà. À vâng. À vâng. Vâng. Thế. Nói chung là những cái nghề làm bạc này là nghề truyền thống của nhà mình đấy nhỉ. Từ các đời ông bà, anh chị, nói chung là thời các cụ đã bán ở đây chị nhỉ. Phải không? À, từ đời bố rồi. À, vâng. À, cảm ơn chị nhiều ạ. Vâng, vâng. Cảm ơn chị nhiều. Ở đây xếp hàng, một cái. Xếp hàng cho chụp video ảnh với. Đứng ở đây. Đứng ở đây, cháu chụp ở đây. Cô ơi, chụp ảnh một cái. Ở đây cháu. Xếp hàng nhá. Cô ngồi xuống này, để cháu chụp cho ảnh. Cô vào đây. Đứng xa xa vào đây một tí, xếp hàng này. Ô, đẹp quá. Quần áo đẹp nhá. Đẹp quá. Quay mặt về đây nhá, quay mặt về đây nhá. Sẽ là sao cái kia. Ôi, quá là đẹp.